Trên tay tôi đang cầm là một cái mẫu mồi dạ câu lua biển ha, các cái địa hình như là lua gành biển, các cái bờ kè, các cái cửa sông. Cái mẫu mồi này nó thích hợp câu cá hồng biển và một số các loài cá khác như là cá nhồng, măng, mú, cá vược, nhưng thích hợp nhất vẫn là câu cá hồng. Đây cái phơm này nè, cái phơm, cái em nhìn ha, nhìn kỹ cái phơm này. Cái phơm này cái kiểu nó giống như cái con cá chẽm ha, giống như con cá vược, vược con. Và cái phơm này ở trên thị trường có rất là nhiều các cái hãng, gần như là các cái hãng mà sản xuất mồi câu đều có sản xuất cái phơm con mồi này. Và mỗi hãng thì người ta họ đặt tên khác nhau và có cái chất lượng khác nhau, cho nên là có cái giá thành nó cũng khác nhau. Nhưng mà cái kiểu phơm nó như thế này và cái action của nó là cũng tương đồng với nhau. Kể cả những cái hàng nhái, hàng chợ, hàng pha ke giá từ 10.000 đến vài chục ngàn. Tuy nhiên cái hàng rẻ không phải là không câu được cá đâu nha các anh em. Có nhiều lúc nhiều anh em mua những cái hàng xịn nhưng mà câu không có cá, nhưng những anh em mua cái con mồi 10.000, 20.000 câu lại có cá. Tất nhiên khi mình cầm cái hàng mà hàng 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 xịn đó trên tay á, mình vẫn cảm thấy nó thích hơn về chất lượng cũng như là cái action. Khi mà các anh em mà có điều kiện ha, mình câu những cái con mồi mà giá rẻ với cầm một cái con mồi mà giá bình dân hoặc là giá tốt hơn xíu, thì cái cảm nhận nó sẽ khác liền. Mồi dạ, mồi mà rẻ tiền mình câu được cá, mà mồi mắc tiền mình câu không được cá, mà cùng một cái phơm mồi, thì đó là cái dạng như là cái hên xui thôi các anh em ạ. Chứ không phải là cái lúc nào cái mồi cá nó ăn cái mồi rẻ tiền đâu. Nhiều lúc mình đi câu, mình đi ném ra mình trúng cái luồng con cá đó, là con cá nó chỉ tát. Những cái mẫu mồi, những cái con mồi giả người ta sản xuất ra khi mà action nó đi cái kiểu như là cái con cá con nó bị thương, những cái con cá săn mồi nó cảm thấy lạ, nó theo nó sẽ táp. Còn như chúng ta mà khi mà đi ra đường, ví dụ như mình thấy một cái đàn vịt đi là rất là bình thường, nhưng mà trong cái đàn vịt đó nó có một cái con bị thương, bị về cái chân để nó đi đi cà nhắc đấy, thì chúng ta sẽ dừng lại ha và trượt theo để bắt cái con vịt bị thương nó về làm tiết canh chẳng hạn. Thì con cá nó cũng vậy. Cái con mồi này là của thương hiệu Tesu Rinoza. Đây là một cái thương hiệu mà chuyên sản xuất đồ câu cá nước mặn. Cái thương hiệu này thì bên mình bán cũng rất là nhiều cái sản phẩm cần câu, máy câu, dây câu ha. Đấy, rất là nhiều những cái mẫu cần mà đang hot hiện nay cũng là của cái thương hiệu Tesu này. Thì đây là cái mẫu mồi mới ha. Tên cái con mồi là DW128. Cái action của con mồi này là sinking ha, minnow. Nghĩa là sinking là cái con mồi này nó sẽ chìm đáy, nhưng mà khi mà đánh đó, là nó đi kiểu minnow ha, đi lửng. Khi mà thả ném ra, thả xuống thì con mồi này nó sẽ chìm xuống đáy ha. Chúng ta action thì nó sẽ đi lên, mà mắc cái độ sâu của nó mắc là tầm khoảng 2 mét rưỡi đến 2 mét 8 ha, tính từ mặt nước xuống thì chúng ta kéo nó đi từng tầng lửng tầm khoảng 2 mét 8. Cái con cá này ở cái con mồi này nó sẽ trang bị là ba cái lưỡi ba tiêu ha, lưỡi nó tương đương với cái lưỡi số 6 nha, lưỡi số 6, lưỡi ba tiêu, lưỡi số 6 ở trên thị trường. Thì với cái lưỡi này nè, nó thích hợp bắt cá tầm khoảng 3-4 kg trở lại thôi nha. Bắt cá tầm khoảng 3-4 kg trở lại thôi. Nếu mà anh em nào mà sử dụng cái phơm mồi này đi bắt cá size từ 5 kg trở lên, nên là chúng ta nên thay cái lưỡi này đi ha. Thay cái lưỡi này đi. Cũng là size số 6 nhưng mà nó cứng hơn, 4X. Cứng hơn thì bắt được cá lớn. Thì với cái lưỡi mà lưỡi của hãng kèm theo này nè, thì chúng ta bắt cá tầm 3-4 kg trở lại thôi là ok nha. Đấy. Còn cái chất lượng con mồi thì các anh em yên tâm đi, nó cực kỳ tốt luôn. Chất lượng liệu của nó là nhựa ha, nhựa ABS cứng luôn, rồi
phủ cái lớp sơn phủ đó, rồi đi kim tiến lên rồi sơn lên nữa, rồi bên ngoài là phủ cái lớp keo ha, keo trong chống bay màu, bảo vệ cái lớp sơn không bị phai màu. Rồi, tất nhiên mà khi mà những cái con cá lớn mà răng sắc táp á, thì nó phải xước rồi ha, mồi rỉ tiền hay đắt tiền, gần như là cá táp là bị có cái vết xước răng rồi. Đó, mắt 3D luôn. Đó, thìa dài, thìa này tầm khoảng 1,5 phân nha. Cái phô mồi rất là đẹp luôn. Cái mẫu mồi này ở hãng người ta làm rất là nhiều màu nha. Ở bên cái phô mồi là cái phô mồi quốc tế rồi, hầu như là cái nước các tất cả các nước khác đều sử dụng cái phô mồi này đánh với nhiều cái loài cá khác nhau, nhưng mà ở thị trường Việt Nam á, thì chủ yếu là cái hồng nha. Cái phô này nó thích hợp cái hồng đó, và một cái loài cá măng chẽm, măng cá chẽm ha, mú nhồng. Và ở Việt Nam mình thì nó chỉ thích hợp một số cái màu. Theo mình, theo cái kinh nghiệm cũng như là những cái anh em đi câu mà báo cá thì mình thấy nó lên vài một số màu xung quanh thôi. Cho nên là hiện tại cái mẫu này bên mình thì có 6 hình, có 5 màu nha. Đây, đây là cái màu màu số 1. Thì mình sẽ nói số để cho các anh em nè mà chọn màu á, mua lẻ mà chọn màu thì cho nó dễ ha. Đây là cái màu số 1 này, màu kiểu màu trắng đầu đỏ. Đấy, trắng đầu đỏ. Con màu này nó có cái kim tuyến nè. Đó. Rất là đẹp luôn. Cái action của cái con mồi này á, nó đi như thế này nè. Đó. Nó là sinking. Cho nên là mình đi chậm thì nó sẽ xuống thấp, đó, đi nhanh thì nó lên. Nó đi thế này. Màu số 1 nha. Đây là màu số 2. Màu số 2. Kiểu cũng là kiểu 7 màu thôi, nhưng mà nó ngã về cái màu tím là chủ đạo. Màu tím là chủ đạo. Đây là màu số 3 nha. Số 3. Màu chủ đạo của nó là màu vàng. Ở dưới lưng thì nó là màu, ở dưới bụng là màu cam. Tất cả những cái màu này là cái màu mà cực kỳ thông dụng. Gần như là những cái phô mồi khác ha, những cái phô mồi câu cá chẽm, những cái phô mồi câu cá tráp chẳng hạn thì đều có những cái màu như thế này. Và tất cả những cái màu này gần như là các anh em đều báo cá hết nha. Và mỗi màu thì nó tùy theo cái địa điểm cũng như là các cái địa hình câu, thời tiết nữa, nó sẽ ăn cái màu khác, chứ không phải lúc nào cá nó cũng ăn một màu. Và cái màu này là cái màu 7 màu này, mình thấy các anh em hay báo cá cái kiểu cái màu này nè, màu này câu thấy cũng khá là hiệu quả. Đấy. Rất là nhiều anh em báo cá cái màu này nha, màu này rất là đẹp, kiểu là 7 màu á. Và đây là cái màu số 5. Màu số 5 là cái màu chủ đạo của là màu đen xám nha. Ở dưới bụng là màu tím, màu ngà tím, mỗi màu tím mà màu đỏ đậm á, ở trên lưng là màu đen, hai bên hông là màu xám mà chấm bi. Đấy. Cái màu nó giống như cái màu con cá suốt. Thì cái màu này mà đi đánh gần biển rồi thì thường nó thích hợp mà câu cá nhồng nha. Thì cá nhồng mà những cái bờ mà nó vô gành, những cái mùa mà nó vô mấy cái bờ gành đá, bờ kìa, thường nó đủ những cái con cá suốt này để ăn. Đây là cái con mồi mà xuống là động rồi, con cá nhồng nó thấy là nó bập liệt. Cái chiều dài ha, chiều dài con mồi là 115mm nha, nặng là 18.5g. Đó, cực kỳ thích hợp lùa gành biển, bờ kè. Nó đặc biệt là trị cá hồng nha. Còn những cái loài cá khác thì câu vẫn ok, như là nhồng, măng, hồng, bè. Đấy,
cá mú vân vân. Đây là một cái mẫu mồi mới của hàng Tơ Su ha, mới sản xuất cái mẫu mồi này, nó cũng nâng cấp lên từ những cái mẫu cũ qua, chất lượng của nó tốt hơn nhiều nha. Đấy, đặc biệt là cái chất lượng thôi, khi mà cầm trên tay á, nghe cái cảm giác nó rất là đầm cái con mồi, đặc biệt là cái những cái viên bi tống nha. Viên bi tống là tạo action, như là làm tống được chúng ta nếm mồi nó xa và chuẩn xác hơn. Đấy. Các anh em mà mua hàng thì liên hệ trực tiếp cái số điện thoại ở trên video hoặc vào website adocau.com. Mua lễ tân con thì các anh em chọn cái màu ha, theo số thứ tự mình để bánh số ở trên cái website. Cảm ơn tất cả các bạn và các anh em. Hẹn gặp lại các bạn và các anh em trong những video tiếp theo.